Lương Xuân Ngọc ẩn ý ai đó, đi thông báo gấp hé lộ ngày 20 tháng 3, dọn đồ. Trong sáng ngày hôm nay, luật sư Ngọc, người đang là luật sư của Hồng Loan, cô bất ngờ đăng trên trang cá nhân của mình và đưa những hình ảnh mình và những luật sư tâm quan đang bào chữa cho những thân chủ bị thiệt hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan làm tổng giám đốc. Trong bài viết mới đây, không chỉ nói về các luật sư đang bào chữa cho thân chủ của mình, cô còn ăn ý nói ai đó trong drama nghệ sĩ Vũ Linh đã từng chỉ trích cô. Cô viết, hổm rài ở Facebook là để tập trung cao độ vì vụ án rất căng thẳng, sáng 8 giờ vào tòa, là ốp điện thoại vì 1 giờ 30 ra khỏi tòa, mới mở lên và xử lý vô vàng tin nhắn, cuộc gọi, 14 giờ lại vào và ốp điện thoại, 17 giờ 30 mới được ra về. Mỗi ngày đều vậy, 8 ngày làm việc trôi qua, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3, cũng vừa xong phần xét hỏi của các luật sư. Được 1/3 đoạn đường, từ hôm khai mạc vụ án tới nay, mỗi ngày chỉ ngủ được 3 đến 4 tiếng, là nhiều lắm rồi á. Hôm qua tham gia xong phần xét hỏi, lòng chợt nhẹ nhàng được xíu. Giờ tim của luật sư Tâm Quang lại tích cực chuẩn bị luận cứ cho phần bào chữa sắp tới đây. Luật sư luôn cố gắng hết sức vì thân chủ và gia đình yêu thương của họ. Những người ganh tị với luật sư Tâm Quang sao được gia đình thân chủ tình yêu đến vậy? Có ai mà mỗi ngày các gia đình thay phiên nhau chưng yến gửi trái cây đến cho luật sư vào thời gian bữa trưa với lời nhắn nhủ là đợi các luật sư đảm bảo sức khỏe vì vụ án kéo dài, dự kiến lịch sử đến ngày 29 tháng 4. Xúc động, thương từ chối mà không được nên luật sư được sự quan tâm của người nhà thân chủ. Vì lẽ đó, luật sư cũng chăm sóc các thân chủ đến vô cùng hi hi, khiến các bị cáo xung quanh cũng canh tị phải thốt lên là có luật sư xịn sò quá nha. Thực ra mỗi lời khen ngợi sẽ là động lực cho luật sư hơn, không phải vì được khen mà tự mãn, và tự mãn là tâm ma, và nếu chìm đắm trong đó sẽ khiến cho ta quên mất bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thực ra những lời gièm pha chỉ trích chê bai ở góc nhìn nào đó cũng là động lực để ta cố gắng nhìn lại mình và hoàn thiện bản thân hơn, tuy nhiên cũng có thể làm thu chột tinh thần tích cực. Vì vậy khi bắt đầu chỉ trích người khác thì hãy đặt mình vào vị trí của họ, nếu mình bị vậy thì sẽ hành xử ra sao, sao lúc làm tổn thương người khác thì mình lại ngụy biện là do bản tính thẳng thắn thành thật, có sao nói vậy để tự cho mình quyền chê bai, chỉ trích, bình luận về người khác. Người ta nói điều gì từ trái tim chắc chắn sẽ đến với trái tim. Dưới bài viết của cô, nhiều khán giả cũng đã để lại đồng viên và chúc sức khỏe luật sư Ngọc. Một vụ án kinh tế phải nói là kinh khủng nhất Việt Nam. Giữ gìn sức khỏe nha em luật sư. Chúc luật sư thành công trong công việc. Luôn tin tưởng và quý trọng luật sư. Chúc thầy và luật sư Tâm Quang luôn nhiều sức khỏe, thành công và hanh thông trong công việc giúp người, giúp đời. Hình ảnh luật sư Ngọc luôn hiện trên ống kính Thanh Niên online nha. Chú Vũ Linh đã lên thiên, dẫn đường chỉ lối đưa chị Ngọc và chị Ni đến với Hồng Loan, một luật sư uy tín cao, cảm ơn trời Phật. Nói thêm về vụ án Vạn Thịnh Phát, trong đó tập đoàn luật sư Tâm Quang có tham gia bào chữa cho những thân chủ bị thiệt hại. Vào chiều ngày 14 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã kết thúc ngày làm việc thứ 8 của phiên xét xử vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại CB Sài Gòn, SCB. Các luật sư đã xét hỏi xong về hành vi phạm tội của các bị cáo, hội đồng xét xử chuyển sang xét hỏi liên quan đến bị hại. Người có quyền lợi nghiệp vụ liên quan gồm đại diện ngân hàng SCB, đại diện ngân hàng nhà nước, vợ bị cáo Nguyễn Cao Trí và vợ bị cáo Dương Tấn Trước. Vụ án Vạn Thịnh Phát được coi là vụ án lớn nhất hiện nay tại Việt Nam về con số chiếm đoạt số tiền khủng của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm, và có đến 42.000 người bị hại, với con số cụ thể được thống kê như sau: rút được vay hơn 1 triệu tỷ từ SCB. Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát có 1.000 công ty con, 91% không nắm chức vụ gì nhưng sở hữu 91,5% cổ phần SCB, nắm quyền lực tuyệt đối, chi phối, lũng đoạn ngân hàng này, đưa người thân tín vào chức vụ lãnh đạo chủ chốt SCB, trả lương từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng. Nhóm của bà Trương Mỹ Lan có hơn 2.500 khoản vay tại SCB, tổng số tiền giải ngân 1.066.000 tỷ đồng, chiếm 93% tổng số tiền cho vay của ngân hàng này. Số tiền này chiếm khoảng 22,6% so với vi mô GDP Việt Nam tới cuối quý 3 năm nay.
4,7 triệu tỷ đồng, nếu so với GDP Việt Nam năm 2022 là 400 tỷ USD, con số bị cáo buộc 1.066.000 tỷ đồng. Bà Lan bị cáo buộc tham ô tài sản chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng của SCB. Với hành vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, bà Lan gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng. Lái xe vận chuyển 108.000 tỷ đồng về nhà riêng hoặc trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Không chỉ luật sư Ngọc lên bài ẩn ý, Ni vào ngày hôm qua cũng đưa ra một ẩn ý khiến cho khán giả đón già đón non không hiểu ý Ni đang nhắc đến ngày 20 tháng 3 là ngày gì, có phải là ngày thẩm định tiếp theo mẹ con cô Sáu sẽ dọn đồ ra khỏi nhà, kể cả cái tủ lạnh để trước nhà Hồng Loan nhiều tháng trời. Ni viết, khi nghe một số thông tin phía bên cô Sáu nói Ni sẽ quay xe không còn ủng hộ Hồng Loan, mọi người chờ Ni có quay xe không, Ni làm gì có xe mà quay. Ni nói thật, hồi giờ không có tham gia hay dính tới drama nào trên mạng xã hội, nhưng cuộc chiến truyền thông thật kinh khủng và tàn khốc. Cuộc đời người ta mà nó ghét thì nó thích nhuộm màu nào nó nhuộm đó há. Và ẩn ý 20 tháng 3 Ni đi mua thêm cái tủ lạnh, tặng thêm mốm để trên phòng cho mát. Mỗi lần xuống lầu mỗi chân con nhỏ tội nghiệp. Nhà mốm thì Ni sắm không ngại, đồ của nó đâu vẫn còn ở đó, không có thấp thỏm lo âu bị đuổi, khiêng lên khiêng xuống khó nhọc. Dưới bài viết của Ni, nhiều người nói có lẽ là Ni đang nói đến thẩm định lần thứ tư vào ngày 20 tháng 3 chăng, mẹ con cô Sáu sẽ dọn đồ ra khỏi nhà. Nhưng một số ý kiến khác lại cho rằng Ni đang đáp trả phía bên đối lập, nói Hồng Loan ngày 20 tháng 3 sẽ dọn đồ ra khỏi nhà. Một số để lại bình luận hài hước như Loan đi ra khỏi nhà rồi, mua thêm cái tủ lạnh vô, để thêm đồ ăn, để trong nhà của mình. Hay như không biết ngày dọn đồ của mẹ con cô Sáu sẽ ra sao, nhất là cái tủ lạnh của con cô Sáu mấy tháng qua bị niêm phong, không biết trong đó có những món ăn gì bị phân hủy không, đem đi ai dám chứa. Hai lúc dọn dẹp vệ sinh tủ lạnh, mẹ con cô Sáu chỉ biết khóc, sao lúc trước không đem đi cho sớm. Giờ tủ lạnh đó chỉ bán cho ve chai thôi, chứ ai dám xài. HP đang bệnh tới không trả lời tin nhắn được luôn, chồng phải lên Facebook viết là dạ hiện tại thì HP vẫn còn hơi mệt nên HP không thể trả lời tin nhắn của mọi người trong lúc này được. Mong mọi người thông cảm, có việc gì cần liên hệ thì mọi người cứ nhắn tin cho tôi nha. Xin cảm ơn mọi người đã yêu thương, quan tâm và lo lắng cho HP. Chắc sắp đến ngày 20 tháng 3, chuẩn bị dọn đồ nên HP mệt không thể nhắn tin nổi với fan. 20 tháng 3 mua thêm cho Loan cái tủ lạnh. Chắc ngày 22 tháng 3, tòa án tuyên án Võ Thị Hồng Loan là con hợp pháp, là chủ sở hữu toàn bộ tài sản của ông Võ Văn Ngoan. Chắc hết khỏi ai tranh cãi và khỏi khiêng đồ qua nhà khác. Và rác thì phải quăng ra đường.